Kem chống nắng rồi. Anh ơi ăn gì anh ơi? 10 giờ rồi. Mình mà ăn thì có bị sai không? Hay mình ra uống cốc cà phê cho thấm, đi cà phê muối đi. Chứ giờ mình ăn á, là tí mình ăn ăn cơm chay với bà Hà là không ngon đâu. Em và anh đi ra cái quán cà phê mà thấy nó hot nhất ở Sài Gòn xem mà nó có cái gì đấy. Anh đi chơi có nắng không? Ghê thật. Cây sao mang mua đây 20 mất đâu rồi trời. Ông giày gọi gì thế trời? Nghe mình ơi, nghe. Em nghe. Bà gọi tôi rồi bà. Là tôi gọi từ hôm qua cha ơi. Không, bây giờ nó tự lên mà. Thế chắc do em bây giờ mới mở cái mạng. Ơi, bà đang ở đâu? Từ nhà vừa ngủ dậy. Hôm nay ông đi chợ. Phi đang đây này. Ông đi Phi á? Ừ, mấy ông đứa vào ông nhậu nhá. Đi mẹ cưới đéo thấy chúc mừng câu nào mày mới đứa vào nhậu nhỉ? Mấy ông đứa vào thì mấy ông đứa quà cuối tuần vào nhá. Mày đi quà gì cho tao Phi? Cuối tuần vào. Đi mày mày đi quà gì cho tao cái thằng hứa lèo này? Mẹ nó bây giờ nó nhiều vẹo lắm. Anh làm cơ quan đấy à? Đang cơ quan vừa họp xong. Không có cái delay AI không? À ngồi trên máy 1 tiếng mà. Mẹ nó mưa đéo cắt cánh được luôn.
số đen như chó mực kia. Không, em bay về đến Hà Nội em xong đường bay 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 lên bay xuống em Ninh Bình, bay qua Thanh Hóa xong lại vòng đi vòng lại mấy lần, cũng cả tiếng nữa mới xuống được. Ủa, mẹ vãi chiều qua mấy giờ về nhà? Gần 10 giờ đêm. Ủa ôi bà mẹ, 5 giờ bay 10 giờ đêm về nhà. Nói chung là cái chuyện đi đám cưới tôi hơi bão táp nhỉ. Ừ bão táp. Bà mẹ, về luôn lúc đi cũng chuyện, lúc về cũng chuyện. Không, ông bác sĩ Sơn để ông ấy ngủ mồm cái há hốc cho mình quay được một clip siêu phẩm. Bây giờ mẹ người số 2 trong gọi là cô gái vàng trong làng quay lại lên làng rồi đấy mẹ. Hôm qua đi ăn nào? Mưa to đi đéo em. Ôi trời, vẫn đi nhá. Mẹ vẫn đi và ăn một quán ốc rất ngon nhé. Ngon thật à? Ngon, quận 6. Đi ra bọn đấy mồm khôn đấy. Nhà nó dê rồi nó biết, mình cũng biết đấy. Mẹ em đi làm gì làm? Thế hôm nay chuẩn bị ấy, mai Nguyễn nó về à? Không, mai còn đi đoàn kiến mà. Ừ, anh tưởng mai mùng 6 là nó bay. Chưa, mai đi đoàn kiến về đi chơi đó. Bà kiến này đi không biết giờ đất là gì. Đi cắm trại là không biết giờ đất là gì. À, quên luôn mẹ. Mẹ không có ý định gì cả. Tôi đi ăn sáng đây. Ừ, đi đi. Ba lê kéo cho em. Rồi mình đi đâu nhỉ? Anh vào cái gì đây? Để đỡ đỡ đỡ. Cái đỡ gì không? Đỡ cái bông. Bông nó nở rồi. Thôi Toan. Mày kịp con ấp à? Ông dài hôm qua mày lặn đi đây lại nhặt lặn hay 5 giờ 10 giờ mới ăn. Không bảo đám cưới mày xong một chuyến đi. Chuyến đi bão táp. Bà ná đưa bước tôi thùng rác rồi chiều về thì cũng cắt thêm. Mưa này có đi không trời? Đi không? Ngồi mẹ nhà chờ 11 giờ sao giờ? Đi đâu giờ? Làm gì có bánh mì quê mà ăn? Ăn chè. Cái gì? Không có bánh mì quê đâu. Bánh mì quê em chưa ăn rồi. Anh quên rồi. Thôi tôi ăn chè. Ăn chè à? Úi giời tí quên. Áo đỏ của con. Đấy, táo đỏ, nước táo đỏ của em Kiến. Ăn chè bô bô chua chua. À, đây là chè sâm bổ lửa. Ăn một ly chè sớm sớm. Mưa bóng mây anh ạ.
Hôm nay mặc bộ đồ, mặc cái áo này cho bà chị bám mừng vui. Với cả tí đi nặn mụn. Tí đi nặn mụn với bà. Trời sẽ bổ được lát. Mặc bộ đồ mang phong cách Nhật Bản. Áo y xin mọi người. Áo này đi xin của bà Sở Kim Kỳ Lê. Bà đâu có mặc đâu. Hôm trước sang Sở Kim Kỳ Lê xin này. Ngon dã man. Mặc bộ đồ phong cách gọi là rộng thùng thình. Cho mấy con chim lợn nó ghét mình, nó bảo mình có bầu. Cho tức chơi. Có bạn chị khi mặc đồ kiểu này, bà mặc đẹp, mình mặc có vẻ chưa đẹp. Bộ đồ này đi vào cái túi này đúng hợp luôn này. Đó, thấy không? Nên đeo đồng hồ đen hay trắng. Chế cao vậy mà áo vừa chị Hà không ạ. Chị Hà đi mua đồ sida trên mạng. Cái đứa bán hàng nó kêu for G-size. Tin nó, mua. Mua về mặc bơi trong áo. Tiếc của rời định mặc. Có mặc được đâu. Cho tôi chứ bảo. Bà ơi. Nắng rồi ba ơi. Đeo túi này đúng hợp với bộ đồ luôn. Túi này ông anh đeo vào bộ đồ này mà thấy nó đẹp. Nhưng mà ông không đạt. Không ai quay clip cho mình cả.
Túi này có hai màu đen trắng. Mọi người thấy bộ đồ này đeo túi này đẹp không? Hợp không? Nữa. Ăn cốc chè tỉnh được người. Chè này người ta nấu táo đỏ này. Táo đỏ ngọt lắm. Tí chụp bộ phước hình cho bà tức chơi. Túi này có đen và trắng nhá. Có màu đen, màu trắng. Nhưng mà đeo màu đen không nổi bằng. Đúng rồi nha. Cái túi này đeo màu đen không nổi bằng đúng không? Theo cả nhà đeo màu đen hay màu trắng? Đeo màu đen thì để túi đằng sau đẹp đúng không? Đeo màu đen để túi đằng sau đẹp. Không biết xách đồ này lên đeo thế nào. Mọi người thấy em hay mặc cái bộ đồ này ấy, thì em nên đeo túi nào? Em mặc xuông xuông này này, Sài Gòn đang nóng lắm. Đeo màu trắng hay màu đen? Màu đen đeo thì chất. Cả nhà, đeo màu đen hay màu trắng? Đeo đồng hồ trắng hay đồng hồ đen? Trắng đẹp hơn hả chị? Chắc chưa? Các bà chắc chưa? Các bà là, nói cho tôi mà mất hình tượng thời trang nào. Tôi đeo cái này xem là hợp lý không ạ? Mời các bà đây. Chanel nguyên cây. Cái đồng hồ Chanel hay đồng hồ Chanel trắng. Đây, kính Chanel luôn. Rồi. Các bà cho một lời nhận xét coi nào. Sinh thời trang đen. Đen đẹp, túi trắng chị ơi. Hôm nay tôi ra đường tôi chất hơn ông Louis tôi mới chịu. Ông hàng ngày hôm nay mặc chặt chém tôi lắm. Hôm nay tôi quyết định lên đầu. Chứ mình đâu có xấu đâu mấy bà. Đúng không mấy bà? Ông mặc đồ lúc nào đẹp hơn mình vì ông gầy hơn. Nào có chốt một câu à? Team nào đây? Team đồng hồ trắng hay đồng hồ đen? Đấy, hai cái đồng hồ đều chẳng neo hết. Hai cái đồng hồ đều chẳng neo bằng giá hết.
kính 490.000, túi 1550, đồng hồ 3050. Xóa tóc đẹp hơn đúng không? Mọi người xóa tóc đẹp hơn đúng không? Hôm nay ra đường chặt chồng một cái cho nó nhẹ nhẹ chơi coi. Màu đen đeo thì chất, màu trắng đeo thì trẻ. Hay đeo mày hai cái vừa chất vừa trẻ. Cái kính này ối rồi ơi, quá đẹp luôn. Chốt màu gì đây? Trắng đẹp hơn. Chắc đeo trắng đi à, cho lạ. Chắc đeo trắng đi cho lạ. Chốt trắng nha. Chốt màu trắng nha. Túi trắng, đồng hồ trắng luôn. Ok con dê, tôi đeo thử cái màu đen nào. Các bà xem The Face hôm qua không? Nhà tự chụp tự sướng. Thôi đi à.